Trên Kinh Kim Cang đã nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Căn bản để thành tựu đạo nghiệp là ở chỗ này Ở trong thế pháp Nếu như xây dựng Đức hạnh Công lao sự nghiệp bất hủ Thì cũng là lấy cái này làm nền tảng Nếu có một mảy may tâm gì chính mình Thì thành tựu của bạn không phải là chân thật Vì sao vậy? Việc này rất dễ lý giải Tự gạt mình lừa người những việc gạt mình lừa người Thì không có chuyện không bị vạch trần Cho dù là bạn cả một đời che giấu rất tốt Không có bị người ta vạch trần Sau khi chết rồi Vẫn là sẽ bị người vạch trần Sau khi bị người vạch trần rồi Thì bạn không đáng một xu cho nên công đức sự nghiệp chân thật là phải dùng tâm chân thành để mà làm nhất định không thể dùng tâm hư ngụy tâm hư ngụy thì không thể thành thực đức công đức chân thật thì quyết định không thể thành tựu được rồi cho nên chúng tôi đọc hai câu này cảm xúc rất sâu trong chú giải thì các vị tư mình xem qua tự chính mình phản tỉnh đặc biệt ở trong xã hội hiện thực này tỉ mỉ mà quan sát những sự tình này đều ở xung quanh chúng ta không khó để mà phát hiện con người bất luận là người thiện hay người ác không thể nào không tiếp xúc học phật bồ tát học thánh hiền nhân đối với người thiện đối với người ác vẫn là luôn dùng một cái tâm chân thành bình đẳng Quyết định là không có thiên vị yêu ghét Vậy thì đúng Xin mời xem Cảm ứng thiên Đoạn thứ 112 Đoạn thứ 112 Nhảy qua giếng và lò Nhảy qua thức ăn nhảy qua người khác những sự việc này cũng là thường hay nhìn thấy ở trong đời sống thường ngày việc là vượt qua tỉnh là giếng cái giếng ngày nay không giống như giếng ngày xưa giếng hiện nay đa phần đều là giếng nước sâu dùng bơm điện để bơm nước đây là giếng của ngày nay giếng ngày xưa thì tương đối cạn chúng ta dùng thùng nước để mà sách lên giếng nước là lợi ích cho chúng sanh ở trong dân gian trung quốc vào ngày xưa cũng dùng nước ở những giếng này để cung phụng quỷ thần để cúng phật bồ tát nói cách khác là thọ dụng của chúng sanh chúng ta đối với nó phải có tâm tôn trọng cho nên giếng thì không thể nào bước qua gặp nơi có giếng thì phải đi vòng qua không thể nào bước qua nó bước qua giếng thì đây là bất kính bếp lò bếp lò hiện nay cũng không giống như bếp lò của ngày trước Ngày xưa là dùng củi, dùng rơm cỏ Có thể hiện nay ở Đại Lục Dưới các làng quê Có thể còn nhịp thấy Bước qua nhảy qua bếp lò Tương đối Là ít rồi Nhưng không phải không có Khi có những bếp lò nhỏ Đích thực là họ cũng bước qua bên trên nó đây đều là bất kính chúng ta biết cung kính là tánh đức thánh hiền thế xuất thế gian dạy người đều đem việc này làm thành bài đầu tiên từ đây có thể thấy tính quan trọng của nó các vị xem nhà nho dạy học các vị mở lễ ký ra Câu đầu tiên Chính là khúc lễ viết Vô bất kính Cho nên học vấn thế suốt thế gian Từ đâu mà bắt đầu Bạn không có tâm cung kính Thì bạn cái gì Cũng đều không thể thành tựu Cho nên chúng tôi thường nói Đối với người phải cung kính Đối với sự phải cung kính Đối với vật cũng phải cung kính đây là đối với sự vật Con người nếu như xem nhẹ tâm cung kính Không những đạo nghiệp không có hy vọng Mà sự nghiệp thế gian cũng không thành trò trống gì Người gì hãy xem Phạm là người có thành tựu Không cần phải nói là người tu hành ở trong Phật Pháp Mà chính ngay trong thế Pháp Những người có sự nghiệp có thành tựu thì đều biết cung kính. Họ có thể kính người, người ta sẽ vì họ mà tận trung, sẽ vì họ mà làm việc có trách nhiệm. Nếu như thường hay, mang cái vẻ mặt, tự cao tự đại, đối với người cấp dưới, đều là mến lệnh hạ khắc. thì phước báo của người này quyết định là không lâu vì sao